Vinba xin chào các anh chị. Sau đây Vinba xin hướng dẫn các anh chị dòng máy ép nhanh Uniplan công suất 800W, vòng quay tối đa lên đến 15.000 vòng trên phút, trọng lượng của máy 5kg. Vinba xin hướng dẫn các anh chị các bộ phận của máy. Đầu tiên cọ vệ sinh lưỡi. Thứ hai ca chứa nước. Thứ ba phần thân máy. Con lại thực phẩm. Phần cuối cùng đó là hộp chứa bảng. Tiếp theo các anh chị sẽ lắp thay chứa bảng vào sao cho đúng khớp, và ca chứa nước vào vòi lấy nước. Sau khi các anh chị lắp các bộ phận vào thân máy thì các anh chị sẽ bật công tắc nguồn, phần đèn sẽ sáng. Thì ở đây nút điều chỉnh có 3 chế độ: chế độ xung bắt đầu, chế độ thứ nhất quan trọng hơn chế độ thứ hai. Khi vệ sinh máy các anh chị cần chú ý rút tiết điện, lấy ca chứa nước ra, khay chứa bã không đẩy, sau đó kéo khóa xuống, gỡ phần nắp trên ra. Phần lưỡi các anh chị lấy một tay một bên và một tay lấy dụng cụ vệ sinh đẩy lên. Khi lắp vào các anh chị nhớ ba khớp và ba khớp tương ứng của cái phần máy. Lắp phần lưỡi vào. Lắp phần nắp lên. Sao cho đúng khớp. Khóa lại. Chúc anh chị thực hiện thành công máy ép nhanh Uniplan. Vinba xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.